Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin khuyến học của tạp chí Công dân và Khuyến học. Thưa quý vị, tuần qua, Hội khuyến học khu vực Đông Bắc và Hội khuyến học các tỉnh vùng Tây Bắc đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2023. Hai sự kiện quan trọng này là dịp để đánh giá, thảo luận về những khó khăn, giải pháp và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chính sách khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cùng với đó, tiếp tục đặt ưu tiên vào việc kiện toàn tổ chức phát triển hội viên và hỗ trợ triển khai chính sách khuyến học, khuyến tài hiệu quả. Ngoài ra, trong bản tin tuần này, chúng tôi cập nhật về giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2023 đang trong giai đoạn gấp rút chọn ra sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho giải thưởng ý nghĩa này. Nhiều hoạt động ý nghĩa khác về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên mọi miền tổ quốc cũng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Ngày 25 tháng 11, Hội khuyến học khu vực Đông Bắc, cụm thi đua khuyến học số 2 đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập cho năm 2023. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Khu vực Đông Bắc cụm 2 bao gồm 8 tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng. Trong năm 2023, Hội khuyến học Đông Bắc tiếp tục chú trọng vào việc kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, nhiều tỉnh đạt tỷ tỉ lệ hội viên dân số cao. Đồng thời, hội tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương hỗ trợ triển khai các chính sách và kế hoạch về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thông qua giao ban, các thành viên đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, tìm thấy sự đồng thuận của các tỉnh, thành phố trong việc hỗ trợ phát triển giáo dục và khuyến học, đồng thời giải đáp những thắc mắc cụ thể về tài chính, kinh phí và tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu của hội, đồng thời chỉ đạo hội tiếp tục nỗ lực góp phần thúc đẩy sự học trong cộng đồng. Ngày 28 tháng 11, tại tỉnh Hòa Bình diễn ra hội nghị giao ban công tác khuyến học năm 2023 của Hội Khuyến học các tỉnh vùng Tây Bắc, cụm thi đua khuyến học số 1. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng đại diện các tỉnh và thành phố trong khu vực. Năm 2023, các tỉnh trong cụm thi đua khuyến học số 1 vùng Tây Bắc đã tích cực thực hiện kế hoạch khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Tỷ lệ đăng ký và công nhận các danh hiệu học tập đã vượt chỉ tiêu đề ra trong năm. Hội cũng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và xuất bản về khuyến học. Công tác phát triển hội khuyến học và hội viên đã được đẩy mạnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Lai Châu, Hà Giang. Tại cuộc giao ban, các hội đã thảo luận về những khó khăn, giải pháp và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chính sách khuyến học, khuyến tài. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, tư duy làm khuyến học, khuyến tài là phải đổi mới trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Hội khuyến học các tỉnh vùng Tây Bắc cần tiếp tục tham mưu tích cực với cấp ủy, chính quyền để triển khai sâu sát hơn các kết luận 49 KLTVK của Ban Bí thư, quyết định 1373 QĐTTG và 1315 QĐTTG của Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện bộ máy tổ chức hội, các chế độ phụ cấp cho hội viên, quan tâm phát triển các mô hình học tập, gắn kết hoạt động khuyến học khuyến tài với phong trào nông thôn mới và đời sống văn hóa mới. Trong tuần qua, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã chấm điểm các sản phẩm công nghệ số vòng sơ khảo. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo chia sẻ đánh giá sơ bộ của Hội đồng Giám khảo, dù nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng vẫn có nhiều sản phẩm triển vọng, hứa hẹn thu hút đầu tư. Giải thưởng nhân tài đất Việt lĩnh vực công nghệ số có 156 sản phẩm tham gia sơ khảo, trong đó có 42 sản phẩm thành công và 114 sản phẩm triển vọng. Ban tổ chức đã thành lập hội đồng sơ khảo với sự tham gia của các giáo sư và các chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin. Các sản phẩm đều tập trung vào công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội. Kết thúc phòng sơ khảo lĩnh vực công nghệ số 19 sản phẩm, bao gồm 8 sản phẩm công nghệ số thành công và 11 sản phẩm công nghệ số triển vọng đã lọt vào vòng trung khảo giải thưởng nhân tài đất Việt 2023. Theo hội đồng giám khảo, chất lượng các sản phẩm tham dự năm nay cũng được đánh giá cao. Dự đoán vòng trung khảo sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành giải nhất. Giải thưởng nhân tài đất Việt 2023 do Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì với sự hỗ trợ của nhiều bộ và ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tập đoàn VNPT đã đồng hành và tài trợ chính giải thưởng trong 18 năm qua. Sự kiện tôn vinh tài năng và sáng tạo với 6 lĩnh vực khác nhau, trong đó công nghệ số được đặc biệt chú trọng, các tác giả xuất sắc sẽ tham dự lễ vinh danh và trao giải trực tiếp trên sóng VTV2 vào ngày 20 tháng 12 năm 2023. Cũng trong tuần qua, hội khuyến học tại các tỉnh thành trên cả nước đã có nhiều hoạt động sôi nổi với các sự kiện trao học bổng nhằm chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, giúp thêm điều kiện học tập cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại nhiều địa phương. Tại Sơn La, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Sơn La vừa tổ chức chương trình tặng quà cho các học sinh khó khăn huyện Mộc Châu. Đây là hoạt động thường xuyên của Hội khuyến học hai tỉnh Sơn La, Phú Thọ hướng về đồng bào với tinh thần tương thân tương ái. Trong đợt này, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ đã trao hơn 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, một suất quà cho học sinh khuyết tật của trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Sang, tặng 40 chiếc áo phao cho học sinh trường mầm non Đông Sang. Đây là những món quà ý nghĩa, sẻ chia yêu thương, góp phần làm vơi bớt những khó khăn của các em học sinh nơi đây, tạo động lực để các em vươn lên trong học tập. Tại Hà Nam, Hội khuyến học tỉnh Hà Nam tổ chức sự kiện trao 150 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng mỗi suất cho 150 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có thành tích học tốt trong tỉnh. Tổng kinh phí trao tặng lên đến 300 triệu đồng được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát tài trợ. Chương trình mang thông điệp nối chọn yêu thương, nâng bước tới trường, hướng đến việc giúp đỡ các em học sinh giảm bớt khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi trong học tập. Sự kiện cũng là cơ hội để xã hội thể hiện tình yêu thương và chia sẻ với những học sinh gặp khó khăn. Tại Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11, Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh khuyết tật tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. 38 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh khuyết tật đã được nhận học bổng với giá trị mỗi suất từ 1,5 đến 6,9 triệu đồng tùy theo hoàn cảnh gia đình. Tổng kinh phí trao tặng đợt này là 108,6 triệu đồng do tổ chức Sarang Urban Friend Việt Nam tài trợ. Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng mong muốn giúp đỡ các em học sinh phần nào với bất khó khăn trong cuộc sống có thêm điều kiện học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong sự học và rèn luyện, lớn lên để trở thành công dân tử tế. Chúng tôi liên tục cập nhật các thông tin về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên tạp chí điện tử Công dân và khuyến học. Kính mời quý vị quan tâm theo dõi. Bản tin hôm nay dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở bản tin khuyến học tiếp theo sẽ phát sóng vào thứ bảy tuần tới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.